Đây. Bây giờ nhiệm vụ của mình là cái này là một sheet. Thế nên mình muốn là trông thì nó loằng ngoằng lắm. Thì cho riêng thằng này này là vào một sheet riêng. Thế còn hai ông này thì header thì vẫn còn. Coi như header vẫn để ở ngoài ở trên cái tốt. Ở đây là cho nó vào một block. Đấy, cho cái này vào một khối. Thì mình bấm vào đây. Đấy, place sheet symbol. Place sheet symbol bấm vào đây. Xong bấm tab một cái này là cái gì? Ví dụ định nghĩa cái này là cái gì đi. Cái này là mạch nguồn đi nhé. Mạch nguồn. Ví dụ thế. File name cũng để giống tên với cả cái này đi. Ok. Thì đây mới chỉ là một cái symbol biểu tượng thôi. Thế bây giờ mình mới tạo một cái sheet mới từ cái biểu tượng này. Chuột phải vào đây. Chọn là sheet symbol action. Đấy, xong rồi mình create sheet from sheet symbol. Tạo ra một phát. Đấy, thì đây nhá, nó từ đây nó tạo ra một cái mới rồi nhá. Tạo cái mới. Nếu như để này, bây giờ mình cứ FL đây để ghi cái này lại. Ghi cái này là mạch nguồn nhá. Đây, lúc nãy mình cho file lên mạch nguồn nó sẽ tự ghi đây. Đấy, thì bây giờ mình nhìn chưa có gì nhá. Nhìn chỗ này, chuột phải vào comply biên dịch nhá. Đấy, thì cái này nó thu lại. Đây, và cái này nó trong cái này. Cái này đây, cái này đây. Đấy, cái này và con cái này luôn. Thế, tức là vào cái file này rồi mới thấy cái này. Thế bây giờ mình trong cái đoạn này này là mình kéo ra. Mình kéo ra mình để đây đi. Đấy. Kéo ra để đây. Thì thôi nhá. Mình tạo ra mấy cái là cái này đi. Cái này là cái này đồ vào. Thì mình cho cái này là unspecified cũng được. Cái này là AC1. Là tên AC1, AC2. Cái này là DC1. DC1. Một DC2. Đấy. Thế cái này sẽ là cầu nối của hai bên. Đấy. Xong rồi đấy. Thì ở đây nó chưa có cái đấy. Đây nó chưa có cái đấy. Cho mình vừa mới đặt vào mà. Vừa mới cho thêm hai cái này. Bây giờ cứ ở đây chơi. Hoặc là bắt đầu bây giờ chị di chuyển xuống dưới trong đường vành đai được không? Người đang ở gọn kiếm mà. Đấy. Chuột phải này. Chọn system action. Synchronize sheet and chip. Đồng bộ cái vừa mới thêm. Với cái trang bên kia. Cái là nó kéo ra bên kia rồi. Đấy, thì đây này. Nó bỏ cái màu xanh này nó có 4 cái, nhưng cái bên này nó không có. Cái trong cũ nó không có. Thì mình bôi lên cái này. Bôi này sẽ airport. Airport thì sang đây mình để vào đây phát. Xong rồi. Và lâu. Thế bắt đầu là vào đây nó có 4 cái mình có đây. DC1, DC2. Có cái kia ở trên đấy, cái cầu thanh trì. Xong rồi cắt cái kia này không lại thế thôi. Xong rồi cắt cái đống này này không lại. Bây giờ chị biết chỗ ngã tư sở chưa? Rồi. Nối vào này rồi đây. Rồi đến lúc sáng mà mình đi ấy. Nối vào đây. Xong. Xong, thế mà nối sẽ quay lại cái kia. Nối vào cái IO đấy. Cho cái này vào đây. Xong, kéo này ra một tí để cho nó tạo một cái đường giống như mọi khi tiêu chuẩn như thế. Xong rồi ép là để mình ghi hết lại con lại xem có vấn đề gì không. Nhìn cái message này vẫn là ba cái lỗi cũ. Cái này mình biết là không phải là lỗi rồi. Đấy, thế là ok. Xong rồi bây giờ chưa xong được.